Chưa bao giờ làng Pơning lại đông vui như hôm nay. Từ sáng sớm, hàng ngàn bà con cơ tu ở những làng xa, bản gần đã tề tựu đông đủ. Những sinh hoạt hàng ngày như là giã lúa, sàng gạo, rồi gói bánh sừng trâu, nướng cơm lam được nâng tầm sân khấu hóa, song cũng rất đời thường với những chàng trai, cô gái khi tham gia ngày hội. Họ thật sự muốn gửi gắm những nét tinh hoa nhất của văn hóa cơ tu đến bạn bè gần xa. Một dịp rất là tốt để cho người dân tham gia giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm của người dân về kiến thức nhà nông. Mình cũng thấy rất vui và cảm thấy là rất là tự hào về quê hương này. Cũng nhân dịp đây thì cũng muốn sau này là bên Game Show sẽ tổ chức nhiều hơn nữa, nhiều cái chương trình sự kiện nó có liên quan đến văn hóa truyền thống cũng như là hướng để bà con người ta có thể phát triển khoa học, kỹ thuật vào đời sống. 6 năm chương trình Quê mình xứ Quảng đến với vùng cao là cũng chừng đó thời gian những kiến thức về nông nghiệp đã được giới thiệu đến với bà con. Đây là một cố gắng lớn khi điều kiện giao thông cách trở, đi lại khó khăn. Tổ chức là ở 30 huyện, thành phố, thị xã. Thì đối với những cái huyện ở miền núi thể hiện được cái màu sắc dân tộc của đồng bào và nó đem lại cho cái game show nó nhiều cái thành công và nhiều cái màu sắc hơn. Ngày hội của bản làng Pơning vùng cao Tây Giang đã khép lại, song mở ra một cơ hội mới, một sân chơi mới cho đồng bào thiểu số vùng cao. Ở đó, tính đoàn kết, tinh thần thượng võ, tự tôn dân tộc của bà con ngày càng được vươn cao, vươn xa. Còn với những người làm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, họ cũng đã và đang tiếp tục hoạch định và tổ chức nhiều sân chơi hơn nữa cho bà con vùng cao.